con. Cái thằng mọi người chết cha, cha chết rồi, cha chết rồi. Chết ngọt quá, chết khi nướng. Còn mấy hai con này, hai con nào vậy? Vậy hai con đó không bán cho ông ăn. Hai con của mày. Con này tôi đập đầu nè, con này chết. Lạnh gì con? Lời đi của người ta, mình định chọt cái này đập xuống. Đeo cái con đó đầu lại. Chắc. Nên tao chỉnh sửa mày nói gì? Bữa nay nó xong. Đá nó lâu bữa thôi có gì mau hết lạnh em ơi, trên màu hồng cắt hết hết ăn luôn, mẹ đỡ chứ gì để hơn nguội hết ăn nấu những bò cho tới chiều mới ăn quá đó là thắng rồi rồi nhắc bằng bên đó nhưng đọc chưa đêm rồi. Nhưng mà không có lẽ ra bảo gao gì chưa hả? Chưa. Rửa thấm. Rửa cho thấm. Rửa đi vô chiều mới lục luôn. Không biết. Đâu, luôn nó luôn đổi luôn nạp đâu. Thì bản này cũng làm, giờ tao nạp tiền bản gì đó. Dạ, là cái, nhưng mà cái bản này là cái bản đi đổi thôi. Còn cái kia là cái mã số mới nạp cho cao. Cái này là 10.000 mà đi đổi. Còn kia là cái mã số. Nhưng chậm là còn đợt không kìa. Không. Cái gì? Vậy. Nguyên gì lon nữa đỏ còn có không còn hai lon nhàn cảnh đây nữa nó ăn ven nhưng mà cái tên thì không để vậy cái thùng bữa hôm nay uống mà còn trên đó mấy ngon đem xuống lâu rồi làm mạnh đi chịu đi cút vô. Đạt hả? Đâu có tiêu rồi. Đây. Biết cái nữa. Em biết ăn cá, biết sao ăn cá sao chúng chửi. Này nước chảy. Cút mà chết 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 lên rồi. Nước chảy ra. À, giờ rồi đó, giờ rồi bỏ đi con. Bởi sao tao chửi chị? Anh đứng khúc rồi. À. Đấy, đi rồi đó.
không được không? Mấy cái ăn vậy. Cũng cay đâu. Mắm. Mắm. Chém dạ. Chém cuối rồi. Đó. Giờ tôi thấy cái gì cũng ngắn. Nghĩ gì cá thịt không, hai cái đó không chi giờ ăn rồi. Em nhậu đây biến gì nữa không? Trùng gỡ nữa. Khi nào mà thấy trùng gỡ đóng thì thấy mệt. Có cái bệnh ăn gì đó hay là đồ mà chút chơi. Đó, anh về ngay đợt này
khô mặn như thế này nó mới ngon, nó mà không đỡ nhưng mà không sống nè, ngay vậy đó, nước nè béo với mình đổi với nó là có thật thà đổ nè. Ừ không đỡ dịch thì giờ không được tù má là tới nhưng tiền về làm mà tối quéo rồi lên giống nằm cũng luôn to tao dịch là tao cua. Có ông già các bạn, ông già ăn nước đi uống nước mà không làm ăn mới được, sao còn quay ra món nào làm. Tại vì ông làm á là biết ba ký ba ký mấy không biết mình thở hôi á, cũng trà dữ lắm, cũng trà ruộng nêm nếm ớt dữ lắm luôn, là nướng là ngon, nhưng là chỉ còn cái mùi nêm thôi chứ không còn gì hết. Hết rồi là mới ăn được, mà ngoài ra là thua mất mùi dịch, mất mùi dịch. Xin thầy ơi có hả, xin mà cũng có hôi gì lấy không nướng. Em qua qua chú rồi, chú cho góp cho miếng đi. Mà nóng mà chết, càng nóng nó càng đỏ, tưởng nó sống sống rồi, đúng rồi, càng nóng càng đỏ. Con đó là nó sức từ 40 kg, còn dịch mà dịch đúng chính xác dịch chim mình á, ba ký rưỡi luôn lại à, nó già luôn đó, nhà béo luôn đó là 3.5 kg là, bộ ngoài em mới được 7-5 kg, 5 kg là dịch đấy đó, là chim lai. Cái này trong nhà. Đó, đúng đúng ăn thay không muốn nằm thay. Nhìn thấy không tốt rồi, nhưng mà ăn giống như ba cải này. Này nhưng mà của ta trồng bán còn cải mà miếng dọc nhà cái lá nhỏ nó tự đậu xuống thì nó là nằm nó nằm. Còn ngoài coi lấy cái lá mà để gói bánh xèo rồi biết ăn là để dành đem ra đi gói bánh xèo vậy. Cái ra bự còn nấu canh được. Cho mày bả nào cái canh được. Xả lắc với dưa leo với lọc xài không giàu à. Giàu không à, giá không ăn à. Giàu không mà giá không ăn à. Thử ăn thử biết trời, thử rồi nghỉ luôn chân nữa nói sao mà tao bị anh đạt luôn cái lệch cái cộng gì không phải với người đàn ống á, đàn ống ăn bình thường sao anh nói ăn ra ngon muốn vậy đó, quất lên cái dội luôn, nó giòn hơn bình thường mà. Cái mùi nó hôi không biết sao mà ăn vô không nữa chứ không hấp giờ cá nhiệm gì mới xong còn không giữ lên nó tốt không nổi lên từ bông chật không biết nó có thịt nhiều nữa hay không thì mình không biết chứ ăn là nó không nữa lắm. Giờ anh bán là bị nhiễm không khí. Bán mày nhiêu đâu mua, bây giờ mua vô lửa đó gió nó bị nhiễm không khí, có lý do gì mình không biết. Cái loại đó thì nó trồng dưới nước mà thì nó không đâu có tốt. Nữa không bạn? Bạn. Dạ. Dạ chiều nay con. Tên mở. Tên mở rồi, mở lâu rồi. Lâu. Vì nhà bình thường mới vừa trở về cũng phải mở lắm. Em quên là hát lại. Cái này là gì đó. Nó lên.
Cây quân gì ba bỏ luôn hả? Xây nền nó bỏ cây ấy luôn hả? Nắng như đó nó chặt còn cái gốc ra là ra tròn dữ. Không mũi nè, cơ bôi nè, chân nè. Đầy đủ. Ok, chờ mưa mới có diện tại trời nắng mình không có tính tồi quá rồi. Kêu chú gót cho để mưa rớt đổ. Cũng dữ vậy. Mày gì? Bảo nữa. Bạn nói là hoàng nó có uống rượu. Không. Không có bụng. Đây. Đi. Ừ, tránh bị cắt mày ngã cho mày quá không? Ừ. Chùa đòn cốc hả? Không, hết là ông cốc. Đúng rồi, mày hết là ông cốc. Già mà anh làm thôi. Cá đây. Lưu ăn ao. Cá đây. Em trả đó. Bằng gì đó. Có. Tao cũng bằng với bên á. Thôi. Hết mà. Tao cũng bằng với bên đó. Có một bạn lâu lý cái qua làm như là nước bơ mua 30 đồng đó. Thầy nó biết nó cái ngang mình biết cái ngang anh đem qua bằng 50. Luộc 12 chín. Hồng đào nha. Đầu đầu đi mua đậu bắp nè. Rồi bắp cải. Chín không ăn. Chín không ăn. Cái đó luộc vừa hồng đào xong cái đầu mày chấm thôi. Ngon lắm mày. Hồng đào biết luộc kìa, nó có hồng đào nó canh giờ. Canh giờ vậy rồi. Hồng đào nó bóp chỉ cho rồi. Bắp nó thì sôi lên. Để vô lấy đũa vậy. Vậy cho chứ có lăn đều lăn đều cũng chưa chết ra là hồng đào là hồng đào đặc chứ không hồng đào nước nè. Hồng đào đặc là gì? Nước là cốt. Nước khó ăn lắm ông nội. Nước khó ăn lắm. Nước là cốt. Cốt nó phải vừa. Là cốt đâu phải cốt đâu. Nước á là cốt đó mà biết ăn giống gì không? Cái đó là nó là cũng như ốp la rồi. Ốp la mà chỉ một mặt nó sống đó. Là cũng vậy. Cốt ta để dành. Còn hồng đào nó chín mẹ rồi. Hồng đào thì chưa thôi, hồng đào chín. Nó dính ở trong này nó chín, nó chỉ đỏ dữ thôi. Nó không có lọc mà đặt luôn. Là đó ông bà bạn chị đó mới ngon. Ông đem để ông cho. Ông nói tao nghe nói mày phá mày dịch lắm không? Nó già. Ông dứt rồi cho vào bữa đó đâu đặt 40-50 gì đó. Tính lên để chỉ mình luôn. Em nội nào này ra hôm nào nội lấy. Ừ, đó lấy gà với ai cũng dịch. Gà ấy mình nó ổng với mấy cái đó ăn cũng dịch tinh gừng. Là cốt là nó là cốt là có anh rồi nó vừa. Nói cái lòng đỏ nó vừa kẹo lại luôn, nó vừa kẹo thôi. Nó quậy lắm, nó chấm cao luôn à. Ừ, nó vừa kẹo rồi. Nó ấy nó hồng gà, hồng dịch ăn cũng canh gình, hồng dịch ai mà làm nó cốt. Luộc ăn hồng đào ai ăn gà đâu, luộc gà không béo. Mày quậy mình luộc ra cốt mà mày quậy đó coi như mày thôi.